Đây một con thì đó vui vui. Ngộ không phải chôn luôn rồi. Ngồi đá đều mệt vãi. Tôi chả biết làm gì, thôi được đến đâu hay đến đó. Đây là, bây giờ vẫn đánh được đây này, nếu mà nãy nó không fit thì đỡ hơn không? Đáng chết rồi. Đấy. Kiểu trận này về lết thì con vừa la nó vẫn có thể chơi được ấy, con Kai'Sa vẫn có thể chơi được ấy, nhưng mà kiểu họ không có muốn đánh luôn từ cái đoạn này. Fit khoảng 2 mạng phát FF luôn. Nói chung là kim cương 4 là vậy. Đáng trúng à. Trúng hai người luôn này. Biết đó. Cho Vla vào trước, tôi chặn đường này. Ôi, cần gì tốc biến nhỉ? Chặn rồi mà. Nói chung là cái vấn nạn đấy, kim cương 4 này nó khổ. Cô thì không nghe mà kiểu hở tí là dỗi, phá game. Mệt. Dùng từ vấn nạn là từ chuẩn nhất luôn này. Xong rồi thì mẹ mày tháo một tí bắt đầu chat ôn kiểu cầm bó mà không tôi mute chat rồi. Kể cả tôi có thắng tôi cũng chả muốn nói với người nói chuyện với người ta kiểu đấy, thể hiện làm cái đéo gì đâu, mệt lắm. Có nha. Giết nó không? Ok. Vẫn đánh được mà. Lặn xuống. Bắn nó. Đấy. Bắn đi ông, có mạnh hơn mà. Đấy. Nó không lại chết rồi. Bắt buộc thôi, bắt buộc thôi, cái xá. Ăn đi. Ăn được mà, con cái xa bơn nhanh vãi nổi à. Mà thằng AD không nghe côn. Vẫn ăn kịp luôn ấy. Lên. Giết nó. Đánh thôi. Chết hết. Thằng nào tốc biến đấy. Thằng nào vừa tốc biến pha cuối đấy. Má à, bây giờ mở chat ôn lên à. Bây giờ mình lại mở chat ôn lên à. Sao thấy im lặng ấy à. Nó về cũng được, không cần cố, không cần cố. Muốn ăn lúc nào chả được. Ăn được cái chủ rồi, cái nhà linh đấy. Muốn ăn lúc nào chả được. Cảm ơn dây vì quả comment chất lượng à. Ừ, game này có đăng clip không? Có. Đi support AD đua gánh ạ, à, phải lồn ạ, à. Vâng tôi đua. Đánh được mà không? Thôi đùa.
AD nó yếu mà. Và úp hơi tham vọng. Nghĩa bọn nó chạy về nhưng mà úp không có được. Giết nó. Đi nó, à đâu cho nó sống đi. Cho sống mà nó bất lực nhìn nhà nổ đi. Thế nó mới cay cơ. Chết đã là gì, chết đã là nhẹ tựa lông hồng. Ơ kìa. Đăng chú, đăng chú. Mà team mình yếu quá nhỉ. Tôi chơi Jay đi. Tới rồi. Có nha. Đội đâu rồi? Rồi, chết thằng đấy. Vô vào không? Sợ gì không? Rengar chú ý phản ganh mấy luôn. Này, Seraphine ở đâu chui ra vậy? Tôi cũng không biết luôn á. Đấy, pha thích đằng sau lưng. Cái khá thích chạy được. À, Rengar có R được không ta? Ôi, cố thế ông. R nhưng mà ăn hai hit trụ thì ông cũng thua rồi mà. Làm gì vậy? Nó mất cái chặn rồi mà. Okay. Nautilus là làm gì có Nautilus phải support AP chứ nhỉ? Giai rạ. Nó có flat không nhỉ? Không chạy luôn hả? Hơi khó, trâu máu á. Nó còn hồi máu đó, nó không hồi cho dòng trượt à? Chất thế nhở. Tôi chói tốc biến hack não mà. Nhưng mà nó không có não để hack luôn. Đấy. Cẩn thận chết rồi. Bắn nó đây. Tu chạy bằng cơm. Thế thì tôi cũng tu các bạn đâu. Làm gì hết bro. Nè, hổ báo thế làm gì nhỉ? Các bạn có Rumble làm sai rồi. Tốc biến vào giết tôi, giết được đâu à? Đấy, xong rồi toang luôn. Bảo mà, ba thằng xuống thì vẫn đủ sức giết hai luôn. Đàn to ấy này. Mua chấm cả mặt. Có thủ án gì á. Nó thích thì nó làm thế thôi. Cần gì thủ án đâu. Đáng rồi. Trận này 15 phút ạ. Nhà Kindred đồng đội đánh Yasu ạ. Chất thật. Về đi nó làm nó gì cản được.
Ba ông đang to vậy chứ. Ai, good game, good game. Kên à? Ok. Đấy. Cày thế à? Lập tốc biến đấy. À, đây đang tới đây. À, đợi hồi quy lâu ấy chưa? Đánh không này? Rừng nó có ở dưới đây đâu? Chơi luôn sợ gì? Giết này. Ủa, mày dọa tao hả? Dọa tao hả? Mày biết tao trâu như nào không vậy? Giờ này thì tôi trâu quá. Còn ai nữa? Dạy đam thì đam phần trăm máu thôi. Căng vậy bro. Gì đâu chơi. Nó cản vãi nồi thế. Trông kiểu bất tử luôn ấy. Đéo nhập được, chỉ không biết bấm nhầm nút, bấm số 2 thay vì số 3. Đù. Fuck me. Fuck my life. Ui, bắn hụt cái kìa. Thôi thắng rồi. Nice.